đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng. Theo đại nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ chỉ nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng. Đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm hóa thành dụ thứ bảy. Chúng con xin nguyện đem công đức nành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, chủ thế xa bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân giữ gìn bờ cõi an ổn, nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát.
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Phẩm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gầm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm hóa thành dụ tư bày đức phần bảo các thầy tỳ kheo thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp đã qua lúc bấy giờ có đức phật nhiều đại thống chi thắng như lai ưng cũng chánh biến tri minh anh túc thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu tiên nhân sư phật
Thế Tôn nước đó tên Hảo Thành Kiếp, tên Đại Tướng các tỳ kheo từ khi Đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa. Thì như địa chúng trong cõi tam thiên đại thiên gia xứ có người đem mài làm mực rồi đi khỏi một nghìn cõi nước ở phương đông bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ lại qua một nghìn cõi nước nữa cũng chấm một điểm cứ như thế lần nữa chấm hết mực mài bằng địa chúng ở trên ý các ông nghĩ sao các coi nương đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết đăng ăn mẹ số đó chăng thưa thế toàn không thể biết các tỳ kheo nhưng cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực đều nghiền nát cá ra làm bụi một hút bụi là một kiếp từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếm ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếm có Phật lượng túc tôn hiểu đại tông chi thắng như người dùng sức mài cõi tam thiên đại thiên hết tất cả địa chúng thấy đều làm thành mực quá hơn nghìn cõi nước bèn chấm mỗi điểm trần như thế lần lửa chấm hết các mực trần này bao nhiêu cõi nước đo điểm cùng chẳng điểm thấy lại đều nghiền làm bụi một bụi làm một kiếp kiếm số lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi Phật đó diệt đến nay vô lượng kiếp như thế chí vô ngại của Phật biết Phật đó diệt độ và thanh văn Bồ Tát như hiện nay thấy diệt các tỳ kheo nên biết chỉ Phật tình vi diệu vô lâu và vô ngại xuất tấu vô lượng kiếp Đức Phật bảo các tỳ kheo đứng đại thông chí tăng Phật thọ 540 vạn ức na do ta kiếm Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi sắp đằng đạo vô thượng chánh đằng chánh giác mà Phật pháp chẳng hiện ra trước như thế một tiểu kiếp cho đến mười tiểu kiếp ngồi xếp băng thân và tâm đều không đồng mà các Phật pháp còn chẳng hiện ra trước thở đó các vị trời đau lời ở dưới cội cây Bồ Đề đã trước vị Đức Phật đó mà trái tòa sư tử cao một do tuần Phật ngồi nơi tòa này sẽ đằng đạo vô thượng chánh đằng chánh giác khi Phật vừa ngồi trên tòa đó các trời phàm thiên vương dưới những hoa trời khắp 40 do tuần gió thơm lâu lâu thổi đến tôi dẹp hoa héo rồi dưới hoa mời mãi như thế không ngớt màn 10 tiểu kiếp để cung dưỡng đức Phật nhận đến khi Phật diệt độ thường dưới hoa này các trời tứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trong trời ngoài ra các vị trời kháng trỗi ký nhạc trời mãn mười tiểu kiếp đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế các tỳ kheo đức đại thống chí tăng Phật qua mười tiểu kiếp các Phật pháp hiện ra trước thanh đạo vô thường chánh đang chánh giác lúc Phật chưa xuất ra có 16 người con trai người con cả tên Chí Tích các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báu lạ nghe cha chứng đằng quả vô thượng chính đằng chánh giác đều bỏ đồ báu của mình đi đến chỗ Phật các người mẹ không lóc theo đưa ông nội là vua chuyến luân thánh vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều
đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng, mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai để cung dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lạy chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật rồi nói kể khen Phật. Thế Tôn ngoài đức lớn vì muốn độ chúng sinh trong vô lượng ức năm bèn mới đăng thành Phật, các nguyện đã đầy đủ ấy tay lành vô thường. Thế Tôn rất ít có một phen ngồi mười kiếp, thân thể và tay chân yên tình không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ chưa từng có tan loạn, tròn rộn giao vắng bặt an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thay Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng ta được lời lành mừng giờ rất vui đẹp. Chúng sinh thường đau khổ đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác giảm tồn căng. Chúng trời từ tối vào nơi tối tròn trắng nghe danh Phật, nay Phật đẳng vô thượng đạo an ổn vô lậu. Chúng ta và trời người vì đẳng lời lớn tột cho nên đều cúi đầu quy màng đấng vô thượng. Bây giờ mười sau vì vương tử nói kẻ khen Đức Phật rồi liền khuyên thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân, lại nói kể rằng Đức Phật không ai bằng trăm phước tự trang nghiêm đẳng trí huệ vô thường. Nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và các loài chúng sinh, xin phân biệt trí bày cho đẳng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sinh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sanh tân tâm nghĩ tưởng gì cũng biết đạo, chúng làm lại biết sức chi huệ muốn ưa và tu phước nghiệp gây tạo đời trước. Thế Tôn biết cả rồi nên chuyển pháp vô thượng. Phật bảo các tỳ kheo lúc Đức Đại Thông Chí Thắng Phật đẳng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong mười phương, mỗi phương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật sáu điều vắng đồng. Trong các cõi nước đó chỗ tôi tâm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới đẳng mà đều sáng rỡ. Trong đó chúng sanh đều đáng thấy nhau đồng nói rằng trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh lại trong các cõi đó. Cung điện của chư thiên cho đến phạm cung sáu điều vắng đồng hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nước sáng ngân ánh sáng của trời. Bấy giờ phương đông 500 muôn ức các cõi nước cung điện của trời phạm thiên ánh sáng soi trôi gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các phạm thiên vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điểm tốt này. Đúng đó các vị phạm thiên vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chung đó có một vị phạm thiên vương lên tên cứu nhất thiết vì các phạm chúng ma nói kể rằng các cung điện chúng ta sang suốt xưa chưa có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm là trời đài đức xanh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắm soi cả mười phương. Bấy giờ 500 muôn ứng coi nước cáng vì phạm thiên vương cùng chung với cung điện mỗi vị đều lấy đáy đừng căng tứ hoa trời đồng đi đến phương tây suy tìm tưởng sang đó thấy. Thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cõi bồ đề hàng chư thiên long vương càn thát bà khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh Đức Phật và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Tức thời các vị phạm thiên vương đầu mặt lạy chân Phật khi
quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà giải trên Đức Phật. Hoa của mấy ông giải nhóm như núi diệu cao cùng để cung dương cây Bồ Đề của Phật. Cây Bồ Đề đó cao mười do tuần cúng dương hoa xong mọi vì đêm cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: Xin Đức Phật đoái thương lợi ích cho chúng con cung điện dâng cúng đây xin nạp ở lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kể khen rằng Thế Tôn rất ít có khó thể gặp gỡ đẳng đủ vô lượng công đức ngày cứu hộ tất cả thầy lớn của trời người thương xót nỡ trong đời mười phương các chúng chúng sinh khắp đều nhờ lợi ích chúng con từng theo đến 500 muôn ức nước bỏ vui thiền định sâu vì để cúng dường vật chúng con phước đời trước cung điện rất tôn đẹp nay đem dâng Thế Tôn quý xin tương nạp thọ bấy giờ các vị Phạm Thiên Vương nói kể khen Đức Phật rồi đều thưa rằng quý xin Thế Tôn truyền pháp luân độ thân chúng sinh mở đường niết bàn khi ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kể rằng Thế Hùng Lượng Túc Tôn quý xin diện nói pháp dùng sức từ bi lớn độ chúng sanh khổ não lung đô đức đại thông chí tăng Như Lai lặng yên nhận lời đó lại nữa các tỳ kheo phương đông nam 500 muôn ức coi nương các vị Phạm Thiên Vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có vui mừng hớn hở xanh lòng hy hữu liền cùng đến nhau chung bàn việc đó lúc ấy trong chung đó có một vị Phạm Thiên Vương tên là Đại Bi vì các phạm chúng ma nói kể rằng việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế các cung điện chúng ta sang suốt xưa chưa có là trời đại đức xanh hay là Phật ra đời chưa từng thấy tướng này nên chung một lòng cầu quá nghìn muôn ức coi theo luồng sáng tìm đến phần nhiều phần ra đời độ thoát khổ chúng sanh bấy giờ 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện lấy đây đừng các tứ hoa trời đông đến phương Tây Bắc suy tìm tướng đó Tây Đức Đại Thông Chí Tăng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đảo tràng dưới cội Bồ Đề các hàng chư thiên long vương càn thát bà khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân cung kính vây quanh và thấy 16 vị vương tử đỉnh Phật chuyển pháp luân khi ấy các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lạy chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy hoa trời mà dài trên Đức Phật hoa dài đó nhóm như núi diệu cao cùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật cúng dường hoa xong đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng xin Phật thương xót lợi ích cho chúng con những cung điện dâng đây cúi xin nhận ở lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng nói kể khen rằng thanh chúa vua trong trời tiếng ca lăng tần già thương xót nàng chúng sinh chúng con nay kinh lễ Thế Tôn rất ít có lâu xa một lần niên 180 kiếp luôn qua không có Phật ba đường giữ dây đây các chúng trời dám ít nay Phật hiện ra đời làm mắt cho chúng sanh chỗ quy thú của đời cứu hộ cho tất cả là cha của chúng sanh thương xót làm lợi ích nhờ phước lành đời trước nay đằng gặp Thế Tôn khi đó các vị Phạm Thiên Vương nói kể khen Phật xong đều thưa rằng cúi xin Đức Thế Tôn thương xót tất cả chuyện pháp luân cho để độ toàn chúng sinh lúc mấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kể rằng đại thánh chuyện pháp luân chỉ bày các pháp tướng độ chúng sinh đau khổ khiến đặng rất vui mừng chúng sanh nghe pháp này đặng đạo hoặc sanh thiên các đường dữ giảm ít
bậc nhẫn thiện thêm nhiều. Khi đó đức đại thông chí tăng Phật lặng yên nhận lời nái nữa. Các tỳ kheo 500 muôn ức coi nước ở phương Nam, các vị đại pháp vương đều từ Tây Cung Điện. Mình ánh sáng trôi loa từ xưa chưa có, vui mừng hân hở xanh lòng hy hữu liền đến cùng nhau chung bang Việt đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng chói này? Trong chung đó có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên là Diệu Pháp. Vì hàng Phạm chúng mà nói kể rằng các cung điện chúng ta quang minh rất oai diệu. Đây không phải không nhân tướng này, phải tìm đó quá hơn 100.000 kiếp chưa từng thấy tướng này. Là trời đại đức xanh hay đức Phật ra đời? Bây giờ 500 muôn ức Phạm Thiên Vương cùng cung điện chúng mỗi vi dùng đấy đừng các tứ hoa trời đồng đến phương Bắc suy tìm tướng đó. Thấy đức đại thống chi tăng Như Lai ngồi tỏa sư tử nơi đạo tràng. Dưới cối cây Bồ Đề hàng chư Thiên Long Vương Càn Thát Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Giả Nhân và Phi Nhân vân vân cung kinh vây quanh cùng thấy 16 vị vương tử tỉnh Phật chuyển pháp luân. Khi đó các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lễ Phật đi quanh 100.000 vòng liền lấy hoa trời mà rải trên đứng Phật. Hoa dài đó nhóm như núi diệu cao và để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường hoa xong mỗi vị đều đem cung điện dâng lên đức Phật mà thưa rằng xin đức Phật đói thương lợi ích chúng con. Cung điện của chúng con dâng đây cúi xin nhận ở bấy giờ. Các vị đại Phạm Thiên Vương liền nở trước Phật một lòng đồng tiếng nói kể khen rằng Thế Tôn rất khó thấy bậc pha cá phiền não hơn 130 kiếp nay mới thấy một lần. Hàng chúng sinh đói khát nhờ mưa pháp đầy đủ xưa chỗ chưa từng thấy đấng vô lượng trí huệ. Như hoa ưu đàm bát ngày nay mới gặp gỡ cung điện của chúng con. Nhờ hào quang được đẹp Thế Tôn đại từ mặn cúi xin thương nhận. Ở khi đó các vị Phạm Thiên Vương nói kể khen đức Phật rồi đều bạch rằng cúi mong đứng Thế Tôn chuyển pháp luân làm cho tất cả thế gian các hàng trời ma phạm sa môn bà la môn đều được an ổn mà đường độ toàn lung ấy. Các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng nói kể rằng cúi mong thiên nhân tôn chuyển pháp luân vô thượng đánh vang pháp cổ lớn mà thổi pháp loa lớn khắp dưới pháp vụ lớn độ vô lượng chúng sinh. Chúng con đều quý thỉnh nên nói tiếng sâu xa. Khi đó đứng đại thông chí tăng Phật lặng yên nhận lời đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phụng nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiên Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiếu dục trí túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với tưởng tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát.
Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật được thiên giám tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bánh căn viên giám gia quyên an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tử vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn. Chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tình lìa cõi u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu tam bảo sinh về cõi vật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương ác độc, quỷ vương đa ác, quỷ vương huyết lễ sầu, quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chung kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thể nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ
quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả không